Tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ đa số là những người được trời phú cho vẻ bề ngoài ưa nhìn, hấp dẫn, tạo ấn tượng cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Không những vậy, tuổi Đinh Tỵ còn thông minh, tài trí hơn người, có nhiều ước mơ hoài bão, dễ dàng đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Hơn nữa, họ cũng là những người bạn chân thành, trung thành. Họ là những người khiến cho tình bạn luôn sống mãi, bạn bè thích ở bên cạnh vì cảm giác được quan tâm và thấu hiểu. Nhưng nhược điểm lớn nhất của tuổi Đinh Tỵ chính là nhạy cảm quá mức. Họ sẽ cảm thấy mình bị xúc phạm, bị tổn thương. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Đinh Tỵ trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hòa mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Đinh Tỵ là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Gia chủ sinh năm Đinh Tỵ được trời phú cho ý chí mạnh mẽ, trí tuệ thông minh, khả năng tính toán và một tầm nhìn xa trông rộng. Với đôi mắt sắc sảo, luôn tìm kiếm cơ hội giúp họ nhanh chóng tạo lập được vị trí vững chắc trước khi ai đó kịp ngăn cản họ. Theo kênh Phong thủy Gia Cát, người tuổi Tỵ là những người tình ý, thông minh, có điều kiện thành các bậc trí giả, nhà kinh doanh đầy mưu kế. Bản thân họ cũng là người có năng khiếu về nghệ thuật. Gia chủ là người có tính độc lập rất cao, ít khi chịu phụ thuộc vào người khác. Họ giao tiếp không rộng rãi, tính rất cẩn thận và thận trọng khi nghe và tin người khác bởi bản tính đa nghi của gia chủ tuổi Đinh Tỵ. Họ cũng là một người hài lòng với cuộc sống của mình, thích sự hài hước. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2021, gia chủ tuổi Đinh Tỵ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Gia chủ biết dung hòa thời gian giữa công việc và thời gian dành cho bản thân mình. Công việc sẽ đạt được những thành tựu nhất định, vì vậy tiền lương và tiền thưởng không phải là ít. Gia chủ cần chú ý quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Đinh âm hỏa gặp ất âm mộc nên được gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này gia chủ tuổi Đinh Tỵ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông, đổ biển. Gia chủ cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá mọi việc cũng như gia đình mình. Không những vậy, năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế để có thể nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Đinh Tỵ trong tháng 6 âm lịch,
qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tử vi tháng 6 âm lịch của gia chủ tuổi Đinh Tị dự đoán rằng những người sinh năm 1977 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Gia chủ nên nắm bắt cơ hội, thiết lập kế hoạch, nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, gia chủ có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu mọi người nỗ lực không ngừng, cuối cùng cũng sẽ đạt được mục tiêu. Kết quả gia chủ đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của gia chủ trong mắt của đồng nghiệp. Gia chủ luôn tự lực cánh sinh, luôn chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Gia chủ sẽ nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý, sếp và đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp. Để có thể tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải những thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Tị, để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. May mắn cho tài lộc, gia chủ sẽ nhận được thu nhập từ tiền lương và có tiền thưởng. Bản mệnh dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc và tăng năng lực cá nhân đã giúp tăng thu nhập đáng kể trong tháng này. Gia chủ tuổi Đinh Tị rất nhạy bén, biết cách nắm bắt thời cơ, đầu óc kinh doanh táo bạo khiến cho gia chủ có khoản tích lũy không hề nhỏ. Tuy vậy, bản mệnh có tính phóng khoáng, chi tiêu không kế hoạch nên tiền làm ra cũng không giữ được bao nhiêu. Cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể thì mới có thể để ra được. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó gia chủ sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lợi bất cập hại. Ngoài ra, để kích vượng vận tài lộc, gia chủ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vật hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho gia chủ. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, gia chủ sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tình yêu và các mối quan hệ tình cảm có thể tốt cho gia chủ. Gia chủ có thể trải lòng với ai đó và cần nắm bắt cơ hội. Mọi người hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Với những người không phù hợp, hãy nhất quyết từ chối không liên quan, chỉ tốn thêm thời gian và tiền bạc của bản mệnh. Cảm xúc của mọi người lên xuống thất thường gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia khiến đôi bên trở nên xa cách, thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi, dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa, để có thể giữ gìn hòa khí. Tháng này, gia đình của bản mệnh sẽ có chuyện vui, có thể có một chuyến đi du lịch ở nơi xa. Đây là cơ hội để tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của gia chủ. Đồng thời, gia chủ cũng nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình, vợ, chồng, để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Chính vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ trong thời gian này hãy luôn đeo vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải tăng cường các mối quan hệ xung quanh, từ đó sẽ giúp gia đạo êm ấm và hạnh phúc hơn. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho gia chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tháng này sức khỏe không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, gia chủ vẫn cần chú ý đến thể trạng của bản thân. Cơ thể sẽ dễ suy nhược nếu bản mệnh tiếp tục thức khuya và uống rượu. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh nào đó,
hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Hãy ra ngoài để thay đổi không khí, tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình. Lái xe cần chú ý xảy ra bất trắc, nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Đinh Tị. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để mọi người có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi, Nạp Âm, Xa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp Ngọ, Tam hợp Mão, hợi thành một cục. Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất, Tuổi Sửu. Đối với những người tuổi Đinh Tị trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 5 tháng 6, tức ngày 14 tháng 7 dương lịch, Nạp Giáp, Quý Hợi. Thứ hai, ngày âm lịch 17 tháng 6, tức ngày 26 tháng 7 dương lịch, Nạp Giáp, Ất Hợi. Thứ ba, ngày âm lịch 29 tháng 6, tức ngày 17 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Đinh Hợi. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Đinh Tị. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế hoặc minh quang pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Đinh Tị tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 2 tháng 6, từ ngày 11 tháng 7 dương lịch, Nạp Giáp, Canh Thân, Nạp Âm, Thạch, Lụ Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 14 tháng 6, từ ngày 23 tháng 7 dương lịch, Nạp Giáp, Nhâm Thân, Nạp Âm, Kiếm Phong Kim. Thứ ba, ngày âm lịch 26 tháng 6, từ ngày 4 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Giáp Thân, Nạp Âm, Tuyền Trung Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Đinh Tị trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì có thể chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân. Xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.